Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Phụ kiện vệ sinh. Và trên tay của mình đang cầm là quả pin sử dụng cho chiếc điện thoại Asus Zenfone 3 Max 5.2. Và hôm nay mình làm clip để giới thiệu cho các bạn là việc thay thế, khắc phục và sửa chữa quả pin Asus Zenfone 3 Max 5.2 đến với các bạn. Thì một số trường hợp mà các bạn nên đi thay, như là trong quá trình các bạn xài thì các bạn vô tình va chạm máy thì đường dây socket jack của mình sẽ bị đứt, hoặc là trong quá trình các bạn xài thì quả pin của mình sẽ dần dần yếu đi, sẽ dẫn đến các tình trạng như là chai pin hoặc là phù pin, thì các bạn nên đi thay để hoàn thiện chiếc máy của mình hơn, để phục vụ các quá trình của các bạn một cách tốt nhất. Và các bạn có thể đến với cửa hàng của mình sẽ thay cho các bạn. Và trong quá trình thay chỉ mất trong vòng 20 đến 30 phút là các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng sẽ thay thành công. Và trong quá trình thay thì các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến các bộ phận khác bên trong của máy, nên các bạn cứ yên tâm. Và để cho các bạn tiện theo dõi clip sau, mình sẽ làm một clip có máy và hướng dẫn chi tiết hơn, khái quát hơn về việc thay quả pin Asus Zenfone 3 Max 5.2 đến với các bạn. Và các bạn, nếu như các bạn có những câu hỏi thắc mắc hoặc là một số câu hỏi liên quan đến việc thay quả pin Asus Zenfone 3 Max 5.2 thì các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện vệ sinh.com hoặc số điện thoại 0942 38 5839. Và các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube phụ kiện vệ sinh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất của những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại Asus Zenfone 3 Max 5.2. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.